Tập 30. Tôi đã thấy kỳ lạ rồi, sao vụ làm ăn này đột nhiên ngừng chứ? Vậy thì càng chứng tỏ Hoàng Bán Thành và tổ chức mại dâm có mối quan hệ nào đó. Vụ làm ăn này chưa có động tĩnh gì. Người cung cấp thông tin như tôi vô dụng rồi. Tôi cầu xin cảnh sát Lưu, anh có thể xin chỉ thị với cấp trên, lập tức định tội cho tôi, đưa tôi vào tù đi được không? Không được, tuyệt đối không được. Trước khi chưa bắt được Sáu Cơ, cậu tuyệt đối không thể chùn bước. Vụ làm ăn lớn như vậy, không thể nói không làm là không được. Cậu phải học cách chờ đợi. Nhưng tôi không chịu được nữa rồi, đừng nói những lời như vậy. Không chỉ có một mình cậu đang chịu đựng, tôi cũng đang chịu đựng, Hoàng Tĩnh Nghi cũng đang chịu đựng, Hàn Quốc Đống cũng đang chịu đựng. Mọi người chúng ta đều đang chờ. Có ngày vụ án Sáu Cơ này lộ chân tướng, đừng nói với tôi những lời không muốn làm nữa. Thôi, không nói chuyện này nữa. Anh định lúc nào để tôi với Tiểu Khả kết hôn? Không phải hai người đều đã nhận giấy chứng nhận rồi sao? Vậy những cái khác còn có ý nghĩa không? Anh thấy không ý nghĩa, nhưng Tiểu Khả thấy có ý nghĩa, bà tôi thấy có ý nghĩa, bố mẹ anh cũng sẽ thấy có ý nghĩa. Nếu chúng ta đã nói chuyện này rồi thì cứ nói tiếp, không thể dậm chân tại chỗ, phải bàn tiếp tục. Đây không phải là chuyện giữa tôi với Tiểu Khả, đây là chuyện của hai gia đình, hiểu không? Đương nhiên tôi hiểu. Nếu tôi đã đồng ý kết quả cuối cùng, để giải thích cho Khả Khả một câu trả lời, tôi sẽ lấy kết quả cuối cùng để giải thích cho hai gia đình. Nói như vậy, anh đồng ý cho tôi và Tiểu Khả chọn ngày kết hôn rồi? Đồng ý. Hoặc là anh còn có một sự lựa chọn khác, chính là định tội cho tôi ngay lập tức, đưa tôi vào tù, làm cho tất cả mọi chuyện dừng lại trước khi chưa phát triển đến mức không thể xử lý được. Tuyệt đối không thể. Cậu đừng nghĩ đến. Trước khi bắt được Sáu Cơ, cậu đừng nghĩ đến chuyện rút lui. Còn về chuyện của cậu với Khả Khả, hai người tự bàn bạc với nhau mà làm, tôi không ý kiến. Là anh nói đó. Lời tôi nói. Được, vậy tôi biết rồi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Alo, ai đó? Tôi là Lưu Hồng Đào. Cảnh sát Lưu, là tôi. Tôi là Tô Mạn Lỵ, giám đốc hành chính của Bất Động Sản Thiên Thành. Có phải cô muốn nói với tôi chuyện về khách hàng mà Trương Văn đi gặp? Đúng. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không? Được. Cô đến cục công an, tôi đợi cô. Không, tôi không thể để người ta nhìn thấy tôi đến cục công an. Hay là anh ra ngoài đi. Vậy cô nói địa điểm đi. Hay là anh đến công ty tôi đi. Như vậy người khác đều nghĩ là anh đến dò hỏi tôi, chứ không phải là tôi chủ động tìm anh. Được, lát nữa gặp. Nào, mời. Cảm ơn. Không sao. Cô nói đi. Khách hàng mà Trương Văn phải đi gặp hôm đó, tại sao đến lúc đó lại hủy bỏ cuộc gặp mặt? Người mà hôm đó Trương Văn đi gặp là nhà thầu của một công ty tên giả Tư Hà. Còn về việc tại sao đến lúc đó lại hủy cuộc gặp mặt thì có liên quan đến một người phụ nữ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi không dám đến cục công an nói chuyện trực tiếp. Người phụ nữ nào? Vợ của Hoàng Bá Thành, Dương Hải Anh. Vậy cô nói xem tại sao có liên quan tới Dương Hải Anh? Giả Tư Hà vì muốn cùng ăn cơm với Dương Hải Anh mới hủy cuộc gặp mặt với Trương Văn. Ý của cô là Dương Hải Anh hẹn với Giả Tư Hà? Đúng, Giả Tư Hà đích thân nói với tôi. Nếu không tại sao tôi lại sợ? Tôi đột nhiên cảm thấy cái chết của Trương Văn chính là một âm mưu do Dương Hải Anh một tay sắp đặt.
Chỉ dựa vào một bữa ăn cũng có thể nói Dương Hải Anh muốn hại Trương Giang sao? Có lẽ các anh không biết mối quan hệ của Trương Giang với Hoàng Bán Thành. Ngoài mặt thì Trương Giang là thư ký của chủ tịch, thực ra cô là vợ hai của ông ta. Không thì một cô thư ký quèn sao có nhiều tiền để khoe khoang như vậy? Nhưng mà cô ấy khoe khoang cũng là để cho Dương Hải Anh xem, cố ý khiêu khích. Cô nói là vợ thiết lập một kế hoạch muốn giết vợ hai, lẽ nào không phải? Hôm đó vốn dĩ Trương Giang muốn đi gặp Giả Thi Hà, nếu như không xảy ra sự cố, Trương Giang không thể về phòng làm việc, cũng không thể gặp người đàn ông đưa vali đó. Tôi cũng không thể để cô ấy đi đưa chiếc vali đó. Người đàn ông đó nói là đồ của Hoàng Bá Thành, cho nên tôi nghĩ để thư ký đi đưa là thích hợp nhất rồi. Nhưng xui xẻo là đúng vào hôm đó Dương Hải Anh muốn hẹn Giả Tư Hà đi ăn, cho nên mới đẩy Trương Giang đến con đường đưa vali. Lẽ nào Dương Hải Anh không đáng nghi sao? Nhưng tôi chỉ tiện nói vậy thôi, đã múa rìu qua mặt hai người rồi. Không, cô nói rất hay. Vậy thì cô nói chuyện về Dương Hải Anh và Trương Giang nhiều hơn nữa cho chúng tôi đi. Nói thật, trước đây tôi và Trương Giang cũng coi là bạn thân, không có gì là không nói với nhau. Cho nên tôi cũng rất rõ chuyện giữa cô ấy với Hoàng Bán Thành. Nhưng từ sau khi Trương Giang với Hoàng Bán Thành có mối quan hệ tốt hơn, Trương Giang dường như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, có chút tính trong mắt không có ai. Nhưng tôi cũng có thể hiểu, vì cô ấy cũng không dễ dàng gì. Bên ngoài còn có bao nhiêu người? Hay là cô đi xem đi? Được. Hoàng Bán Thành là một người rất háo sắc, thường xuyên trêu qua giàn cỏ ở ngoài. Có một lần dụ dỗ một sinh viên đại học nữ vừa tốt nghiệp, đang học làm người dẫn chương trình radio tên là Tiết Na. Sau đó còn bị bạn trai của sinh viên đó đánh một trận tơi bời, phải nằm giường rất nhiều ngày. Nhưng con người ông ta vẫn chứng nào tật nấy, cũng tự tung tự tác đùa bãi bên ngoài. Dương Hải Anh thấy mà hận trong lòng, vì để Hoàng Bá Thành kiềm chế tính phóng đảng, bà ấy quyết định đích thân chọn phụ nữ cho ông ấy. Cô tên là gì? Trương Giang. Trước từng làm ở công ty khác đúng không? Tôi vừa tốt nghiệp. Có bạn trai không? Vẫn chưa ạ. Từng yêu chưa? Dạ chưa. Ngày mà chúng tôi tuyển dụng là thư ký chủ tịch. Người ở trước mặt cô là chủ tịch của công ty, ông Hoàng Bán Thành. Cô thấy ông ấy thế nào? Nếu như tôi có thể có được vị trí này, tôi nhất định sẽ chăm sóc ông chủ thật tốt. Ông thấy thế nào? Tôi thấy rất tốt, tốt hơn cả mấy người trước mặt. Giám đốc Tôn, cô thấy sao? Cũng được à? Vậy thì tốt, không cần gặp người sau nữa. Cô được nhận rồi. Lúc ban đầu tôi không hề hiểu tại sao họ lại muốn tuyển một cô gái chưa có kinh nghiệm công việc, chưa có bạn trai, thậm chí còn chưa từng yêu đương, làm thư ký hành chính. Cho đến sau khi tiễn họ đi, tôi nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt Dương Hải Anh, tôi mới hiểu ra cái gì. Sau khi đi công tác về, Trương Giang không đi làm liên tiếp 3 ngày. Cuối cùng ngày thứ tư cô ấy cũng đến. Cô ấy kéo tôi vào trong, sau đó khóc không ngừng. Trương Giang, cô sao vậy? Thế này rốt cuộc cô làm sao vậy? Đừng khóc nữa. Hoàng Bán Thành không phải người, ông ta đã cưỡng hiếp tôi. Cô không thể nói bừa chuyện này được đâu. Không nói bừa, tôi có bằng chứng, tôi phải tố cáo ông ta. Nói như vậy chuyện này là thật.
Bây giờ tôi đã không có đường nào để đi. Tôi chỉ có thể tìm cô nói chuyện này. Cô mau đưa ra ý gì đó cho tôi đi. Tôi nên làm gì đây? Cô đừng nóng. Sau đó Hoàng Bán Thành có tìm cô không? Không có. Nhưng giờ ông ta là Dương Hải Anh có tìm tôi. Bà ấy nói chỉ cần tôi không làm ầm lên, bà ấy bảo đảm Hoàng Bán Thành sẽ luôn đối xử tốt với tôi, cho tôi tất cả mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, quần áo hàng hiệu. Hơn nữa tự bà ấy cũng tuyệt đối không can thiệp chuyện tôi với Hoàng Bán Thành. Thật không ngờ giám đốc Dương lại là người như vậy. Giám đốc Tôn, cô luôn đối xử tốt với tôi, cô mà nói với tôi rốt cuộc tôi phải làm gì đi. Được rồi, cậu đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, nghe tôi nói. Nếu như bây giờ cô kiện ông ta, chắc chắn sẽ không thắng kiện được. Bọn họ giàu có, mạng lưới quan hệ rộng, không giống như chúng ta. Muốn tiền mà không có tiền, muốn người mà không có người. Cho dù trong tay cô có chứng cứ, đến cuối cùng chắc chắn bọn họ cũng sẽ nói cô tự nguyện phát sinh quan hệ với ông ta. Vậy tôi nên làm thế nào đây? Làm như tôi nói, dứt khoát để họ bồi thường cho cô một khoản tiền, sau đó cô mang số tiền này cao chạy xa bay, bắt đầu cuộc sống mới. Không được, tôi không thể làm như vậy. Nếu như cô muốn kiện họ, tôi cũng sẽ không ngăn cản cô. Nhưng tôi nói với cô độ khó rồi. Còn nữa, cô đừng nói với bất kỳ ai chuyện mà cô từng nói với tôi. Tôi không muốn vì chuyện này mà mất đi công việc của mình. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không kiện. Vậy cô muốn làm thế nào? Nếu ông ta đã chiếm hữu tôi rồi, vậy thì tôi phải chiếm hữu mọi thứ của ông ta. Trương Văn, từ đó về sau, Trương Văn đã sống cuộc sống của vợ hai. Hoàng Bán Thành thuê một căn chung cư cho cô ấy, mỗi tháng cho cô ấy mấy trăm ngàn tiền tệ tiêu xài. Chuyện của hai người họ cũng đã trở thành bí mật mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng đối với Dương Hải Anh mà nói, số lần Hoàng Bán Thành ra ngoài ăn chơi trác táng rõ ràng đã giảm đi. Có lẽ đây là kết quả mà bà ta muốn. Nhưng điều làm cho Dương Hải Anh không ngờ tới là Trương Văn không hề cam tâm làm bà hai cả đời. Trương Văn tỏ ra sang chảnh ở khắp mọi nơi, chính là vì làm cho Dương Hải Anh không chịu nổi. Thậm chí còn ép Hoàng Bán Thành viết giấy cam đoan cho cô ấy, bảo đảm trong 3 tháng sẽ ly hôn với Dương Hải Anh. Cái này chính là giấy cam đoan mà Hoàng Bán Thành viết cho Trương Văn. Trương Văn lấy cho tôi xem, nói đợi đến lúc cô ấy làm giám đốc tài vụ sẽ đề bạt tôi làm giám đốc hành chính, cho nên tôi đã lén sao một bản. Tôi Hoàng Bán Thành bảo đảm với Trương Văn trong 3 tháng sẽ ly hôn với Dương Hải Anh, đồng thời lấy Trương Văn làm vợ. Trong thời gian này, đảm bảo không có quan hệ mang tính phát sinh với Dương Hải Anh, bảo đảm phát sinh với Trương Văn mỗi tuần, lấy giấy cam đoan này để chứng minh. Buồn nôn thật đó. Dương Hải Anh thường xuyên đến công ty không? Có, ngày nào cô ấy cũng đến. Tôi nhớ cô từng nói công ty các cô thường sẽ có shipper đến giao hàng đúng không? Không phải bây giờ việc mua hàng trên mạng phổ biến lắm sao? Dương Hải Anh có mua đồ trên mạng không? Có, mua thường xuyên. Hôm nay bà ấy có ở công ty không? Có, đang ở phòng làm việc của giám đốc tài vụ. Chắc công ty các cô dùng mạng LAN đúng không? Đúng. Tôi đột nhiên nhớ ra tôi có một bản tài liệu phải gửi cho đồng nghiệp. Có thể cho tôi mượn máy không? Được, vậy đi theo tôi. Đây, cứ dùng cái máy này đi. Cảm ơn. Cô có thể sao giấy cam đoan này cho tôi một bản không? Không sao, tôi làm cho, cảm ơn. Tôi đây cũng xong rồi, chúng ta đi thôi. Vậy các anh không bắt Dương Hải Anh sao? Cô Tôn, chứng cứ mà bây giờ chúng tôi đang nắm vẫn không đủ. Có vài chuyện cần kiểm tra đối chiếu. Ví dụ như bản giấy cam đoan mà cô đưa cho chúng tôi. Được, tạm biệt. Đi thông thả.
Xin chào, anh là Giả Thiên Hà đúng không? Đúng, các anh là... Chúng tôi là người của cục công an. Các anh tìm tôi có việc gì? Chúng tôi tìm anh có việc cần đối chiếu. Vào ngày 6, có phải anh có ăn một bữa cơm với Dương Hải Anh, giám đốc tài vụ công ty bất động sản Thiên Thành không? Đúng, chúng tôi có ăn cơm cùng. Vậy anh hẹn bà ấy hay bà ấy hẹn anh? Là bà ấy bất ngờ hẹn tôi. Vốn dĩ thư ký của họ muốn qua ký hợp đồng với tôi, bởi vì bà ấy bất ngờ gọi điện thoại, cho nên sau này mới nói đến hợp đồng công ty của họ. Rốt cuộc bà ấy hẹn anh ăn cơm vì chuyện gì? Không có chuyện gì cả, chỉ là ăn cơm với nói chuyện gì đó thôi. Có thể viết lời anh nói thành tài liệu được không? Đương nhiên là được. Cảm ơn. Không khách sáo, cảm ơn anh. Đi thôi. Xem ra giờ của Hoàng Bán Thành, Dương Hải Anh có tình nghi rất lớn. Nếu như Trương Văn bị Dương Hải Anh lập kế giết, vậy người đàn ông gửi vali đến công ty Hoàng Bán Thành với người đàn ông trông rất giống tôi giết người ở Sơn Trang Thanh Tùng, chắc chắn đều là do Dương Hải Anh sắp đặt. Tốn nhiều thủ đoạn cồng kềnh như vậy chỉ để giết Trương Văn. Thầy cũng không buồn lên tiếng. Thầy trực tiếp nói Mạch Tử Kiệt giống thầy lắm xem, đơn giản bao nhiêu. Thế không được. Mạch Tử Kiệt chưa chắc đã là tội phạm giết người. Không phải anh ta lẽ nào là thầy. Được rồi, cô lớn của tôi. Để tiện kể, tôi tạm thời sẽ nghe em. Đề cập đến Mạch Tử Kiệt như người đàn ông đó, được chưa? Thế không phải là xong sao? Cho nên em cảm thấy sự xuất hiện của Mạch Tử Kiệt còn có ý chỉ mũi nhọn vào thầy Lưu Hồng Đào. Đúng đó. Động cơ Dương Hải Anh với Trương Văn còn có vẻ hợp lý. Nhưng tôi chưa từng gặp bà ta, không thù không oán. Bà ta nhằm vào tôi làm gì? Nếu như người này là do Hoàng Bán Thành và Dương Hải Anh cùng Hồi Giàu giết chết, Dương Hải Anh vốn muốn giết Trương Văn. Trương Văn vô tình biết được một bí mật trong mối làm ăn của Hoàng Bán Thành. Do đó, hai người liền tiện kết hợp lại với nhau, lập ra một kế hoạch như vậy. Nhưng tôi cũng không có thù oán với Hoàng Bán Thành. Hơn nữa, người đàn ông đến công ty giao vali chỉ rõ họ tên là đồ Hoàng Bán Thành gửi mà. Em nói xem, nếu như Hoàng Bán Thành là người lập kế hoạch, sao có thể để người ta nói tên ra? Điều này chắc chắn chứng tỏ một vấn đề. Sau lưng Dương Hải Anh chắc chắn có một người vừa muốn chỉ mũi nhọn vào Hoàng Bán Thành, vừa muốn chỉ mũi nhọn vào thầy Lưu Hồng Đào. Mà người này chính là Sáo Cơ. Dù sao điều chúng ta cần bây giờ là chứng cứ xác thực. Tôi đã tra trên mạng rồi. Trên mạng thật sự có bán tiền chôn theo người chết. Tôi đang nghĩ có khi nào số tiền chôn theo người chết này đã được bán trên mạng. Cho nên tôi đã đưa ngựa gỗ vào trong mạng lan của công ty. Tối nay tôi có thể có được ghi chép lên mạng của mỗi người trong công ty họ. Nếu như đúng là Dương Hải Anh mua tiền chôn theo người chết trên mạng, vậy thì lịch sử mua sắm chính là chứng cứ. Hơn nữa, nếu như bà ấy có qua lại với ai đó trên mạng, tôi cũng có thể biết. Nhiệm vụ của em chính là mau chóng tìm được chuyên gia, tiến hành giám định nét chữ trên giấy cam đoan, xem có đúng nét chữ của Hoàng Bán Thành không. Hiểu, bảo đảm hoàn thành. Còn phải liên lạc với Lưu Tỉnh để cô ấy đến cục công an xem tài liệu chúng ta chỉnh sửa. Còn bỏ sót cái gì không? Em liên lạc ngay. Cô với Trương Văn cùng thuê một căn nhà. Nếu cô ta đã có thể nói với cô Hoàng Bán Thành có mối kinh doanh phi pháp, vậy cô ấy cũng có thể nói với cô một vài chuyện khác giữa cô ta và Hoàng Bán Thành. Cô thấy chuyện được viết trên bản tài liệu này có là sự thật không? Chắc chắn là thật. Trương Văn luôn luôn nói với tôi những chuyện này. Cô có từng nghe nói đến Sáo Cơ không? Không. Trương Văn từng nói với cô một người tên là Tô Mạn Lị không? Từng nói chuyện này rồi. Chắc quan hệ của họ cũng rất tốt. Sau đó cô ấy nói bình thường Tô Mạn Lị ở công ty cũng rất chăm sóc cô ấy, cho nên cô ấy tình nguyện nghe lời cô ấy. Cô có thể viết tất cả những chuyện cô biết về Trương Văn với Dương Hải Anh thành tài liệu không? Được. Cảm ơn. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cảm ơn. Đúng rồi.
Hôm nay Khả Khả không về thật sao? Đúng. Lại ở khách sạn với Lý Hạo Thiết rồi. Cái con bé này làm sao vậy? Tưởng nhận giấy xác nhận là có thể bừa bãi như vậy. Vẫn chưa tổ chức nghi thức. Nói với Hạo Thiết ở khách sạn cả ngày còn ra thể thống gì? Anh đừng gọi dội. Đừng làm cho mọi người không vui. Hơn nữa, Giả Tĩnh Tĩnh luôn ở nhà các anh. Hai người họ về ở sống sướng lắm. Vất vả cho em rồi. Em sắp thành bảo mẫu của nhà anh rồi. Không sao. Có thể làm chút việc cho anh, trong lòng em cũng yên tâm. Vậy anh cứ làm việc trước đi. Em đi xem Giả Tĩnh Tĩnh. Được. Bán Thành, em nghe nói anh đã ký hiệp ước với Trương Văn, đồng ý với cô ta không có quan hệ mang tính phát sinh với em. Có chuyện này sao? Anh lừa cô ta hết mà. Không thì cô ta cứ đòi anh ly hôn với em. Em nghe nói anh còn đồng ý với người ta một tuần làm 4 lần. Anh làm được không đó? Chúng ta đừng nói chuyện này. Anh hỏi em, cái chết của Trương Văn có liên quan gì tới em không? Anh có ý gì? Em giết Trương Văn à? Vợ à, nếu như cái chết của cô ta thật sự có liên quan tới em, em phải mau nói với anh. Tên cảnh sát Lưu Hồng Đào đang điều tra vụ án này, chúng ta không động vào được đâu. Sao vậy? Còn có người có thể làm cho Hoàng Bán Thành anh sợ à? Không phải anh sợ, anh không rõ con người này. Anh sợ em để người ta lợi dụng rồi. Anh nghĩ nhiều rồi. Em không có bất cứ liên quan gì đến cái chết của Trương Văn. Em không lừa anh chứ? Em không lừa anh. Vậy thì tốt. Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Thầy ơi, báo cáo giám định nét chữ có rồi. Đúng là nét bút của Hoàng Bán Thành. Đúng rồi, bên camera an ninh thế nào rồi? Tôi đang định gọi điện thoại cho em. Tôi dùng mã ngựa gỗ thành roi đã xâm nhập vào máy tính trong phòng làm việc của Dương Hải Anh. Tôi đã tốn công cả buổi, không dễ gì mới phá giải được mật mã shopping của bà ấy. Chắc em không ngờ, trong lịch sử shopping của Dương Hải Anh, quả nhiên có lịch sử mua tiền chôn theo người chết. Hơn nữa, hình vẽ cho tới kiểu dáng của tiền chôn giống như đúc cái hiện trường xảy ra vụ án. Nói như vậy, chúng ta có đủ chứng cứ bắt Dương Hải Anh. Đúng rồi, bây giờ tôi đã lên xe, khống chế được người ta rồi nói. Được, em qua đó ngay. Mời vào. Bà Dương Hải Anh, bây giờ chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan tới vụ án Trương Văn, thư ký hành chính của chủ tịch công ty bị giết. Mời bà đến cục công an giúp chúng tôi điều tra. Các anh nhầm đúng không? Chúng tôi có đủ bằng chứng thể hiện rõ bà có liên quan. Đi đi. Cái gì? Cục công an bắt Dương Hải Anh rồi. Thạch đâu? Thạch đâu? Đưa số điện thoại của Lưu Hồng Đào cho tôi. Alo, cảnh sát Lưu. Ông chủ Hoàng, có chuyện gì sao? Tôi muốn hỏi, tại sao các anh bắt Dương Hải Anh vợ tôi? Về chuyện Trương Văn bị hại, không phải ông muốn cảnh sát chúng tôi cho ông một câu trả lời sao? Bây giờ tôi sẽ cho ông một câu trả lời. Dương Hải Anh là người tình nghi có liên quan tới việc giết hại Trương Văn. Các anh có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ, cảnh sát chúng tôi có thể tùy tiện bắt người sao? Tôi có thể nói với ông, chúng tôi đã phá giải tài sản mua sắm của Dương Hải Anh vợ ông. Đã tìm thấy lịch sử mua tiền chôn người chết. Tiền chôn người chết mà bà ấy mua trên mạng hoàn toàn khớp với số tiền chôn cất người chết.
được phát hiện ở hiện trường vụ án, từ hình vẽ tới kiểu dáng. Hơn nữa chúng tôi cũng không phát hiện tiệm thứ ở trên thị trường, dở trên mạng. Thứ hai, chúng tôi còn có được một bản tài liệu tố giác giết vợ ông, sợ ông ra ngoài trác tán, lấy danh tuyển dụng để lừa Trương Văn, cuối cùng dẫn đến việc Trương Văn trở thành người tình của ông. Còn có một bản giấy cam đoan ông viết cho Trương Văn. Chúng tôi đã làm giám định nét chữ, đúng là nét chữ của ông. Bây giờ vật chứng, động cơ đều có. Vợ tôi đã thừa nhận chưa? Bà ấy có thừa nhận hay không cũng không thể bước ra khỏi cục công an được đâu. Ông mau mời một luật sư cho bà ấy đi. Bà Dương, bà cũng đã xem tài liệu tố giác rồi chứ? Những điều được viết trên này có phải sự thật không? Tôi muốn biết ai đã cung cấp tài liệu này. Xin lỗi, tôi không thể nói với bà người tiết lộ là ai. Anh không nói, tôi cũng có thể đoán được đại khái. Là Tô Mạn Lị đúng không? Tôi đã nói với bà, tôi không nói với bà người tiết lộ là ai. Bà chỉ cần trả lời tôi, những điều được viết trên tài liệu tố giác có phải là sự thật không? Quả là dớ dẫn. Tìm phụ nữ cho chồng của mình, có người phụ nữ nào có thể làm như vậy? Dớ dẫn à? Nhưng mà tôi còn một bản tài liệu tố giác khác ở đây. Nó khá là giống với nội dung được viết trên bản tài liệu tố giác này. Bà giải thích thế nào đây? Tôi không có gì để giải thích. Bọn họ thích nói thế nào thì nói thế đó. Về chuyện của Hoàng Bán Thành với Trương Văn, tôi cũng không biết một chút nào hết. Cổ họng của ông hồi phục thế nào thế? Bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngoài giọng nói bị thay đổi một chút ra, những cái khác đã không sao nữa rồi. Anh gì đã hy sinh chuyện của tôi rất nhiều. Tôi đã sắp xếp để họ xem một căn chung cư cho anh. Sau này anh đừng ở khách sạn nữa. Cảm ơn chủ tịch Hoàng. Ông quá khách sáo rồi. Ngồi đi. Có một chuyện tôi muốn nói với anh. Chuyện gì à? Không phải anh luôn muốn biết rốt cuộc Sáu Cơ là ai sao? Bây giờ tôi sẽ nói rõ với anh. Sáu Cơ thực ra chính là đội trưởng cảnh sát hình sự Lưu Hồng Đào. Là anh ta thật sao? Sao ông biết chứ? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào anh còn không hiểu? Chúng ta đào lại chuyện từ lúc đầu, anh sẽ tin lời tôi nói. Thế bà giải thích thế nào trong lịch sử mua tiền cho người chết của tài khoản mua sắm của bà? Tiền chôn người chết mà bà mua hoàn toàn tương đồng với tiền chôn cất được phát hiện ở hiện trường vụ án, từ hình vẽ tới cách in. Chắc chắn là có người hãm hại tôi. Tôi hoàn toàn không mua tiền chôn cất gì trên mạng. Chắc chắn có người đã lấy trộm tài khoản mạng của tôi. Bà xem kỹ đi. Bà có quen người đàn ông trong tấm ảnh này không? Không quen. Vậy tôi hỏi bà, ngày 6 có phải bà có ăn cơm với Giả Thư Hà không? Đúng. Có vấn đề gì? Bà hẹn anh ta hay anh ta hẹn bà? Anh ta hẹn tôi. Anh ta hẹn bà thế nào? Tin nhắn. Tin nhắn. Bà có chắc là điện thoại của Giả Thư Hà không? Tôi không biết số điện thoại của anh ta. Tôi sẽ không lưu số điện thoại của kiểu người này. Anh ta gửi tin nhắn cho tôi, nói anh ta là Giả Thư Hà. Tôi biết người này. Tôi nghĩ có lẽ muốn nói chuyện với tôi về chuyện của hợp đồng, nên tôi đi gặp anh ta. Nhưng Giả Thư Hà lại nói bà hẹn anh ta. Anh ta đúng là nói dớ dẫn. Việc làm ăn tối hôm đó của Trương Nghĩa Lâm, vốn dĩ chúng ta đã sắp xếp rất chu đáo. Nhưng mà có người nặc danh gọi điện thoại cho Ngô Hướng Phương, vợ của Trương Nghĩa Lâm và cảnh sát, làm họ bắt kẻ gian dâm. Lúc Trương Nghĩa Lâm đang trốn bị bắt dâm, nhận được tin nhắn của người lạ. Tin nhắn bảo anh ta ra máy lạnh ở ngoài cửa sổ để trốn. Trương Nghĩa Lâm tin lời của tin nhắn đó, kết quả đã mất mạng. Tin nhắn này đã được gửi bởi Sáu Cơ. Cũng đúng vào lúc đó, Lưu Hồng Đào bắt đầu tiếp nhận vụ án này. Rõ ràng là muốn điều tra vụ làm ăn của chúng ta. Đúng vào lúc đó, Giả Minh Minh cũng chết. Hơn nữa còn chết không rõ đầu đuôi. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa kết luận, chỉ nói có liên quan tới Sáu Cơ. Cũng đúng vào lúc đó,
lại xuất hiện thằng trẻ ranh tên là Lý Hạo Triết, tự tuyên bố Giả Minh Minh bị hắn giết chết, đòi tiền với Lê Triệu Tường. Thằng ranh tên là Lý Hạo Triết này chính là em rể của Lưu Hồng Đào. Lẽ nào đây là trùng hợp? Bà xem kỹ đi. Người trong ảnh này bà có quen không? Không phải người này là anh sao? Bà có nghe nói đến Sáu Cơ không? Sáu Cơ? Chưa từng nghe đến. Chắc chắn là chưa. Chắc chắn là chưa. Nếu nói như vậy, Lưu Hồng Đào thật sự có thể là Sáu Cơ? Không phải là có thể, mà chắc chắn là hắn. Nếu không, làm sao Lý Hạo Triết và Lão Bì có thể tiếp quản công việc kinh doanh của Giả Minh Minh? Lẽ nào Lưu Hồng Đào thật sự không tra ra được Giả Minh Minh đã chết như thế nào? Đáp án chỉ có một: Lưu Hồng Đào với Lý Hạo Triết cùng một bọn. Như vậy thì không khó để hiểu, bọn chúng một trong sáng, một trong tối, ép sát mối làm ăn của tôi từng bước. 1 triệu tệ lần trước của chúng ta, tôi dám khẳng định một nửa đều đã nằm trong tay Lưu Hồng Đào. Nhưng Lưu Hồng Đào vẫn không hài lòng, bây giờ lại quấy rầy tôi. Đầu tiên là lập kế hại chết Dương Văn, tình nhân của tôi, lại giá họa cho Dương Hải Anh, vợ tôi. Mục đích duy nhất của Lưu Hồng Đào chỉ có một, đó chính là tiền. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Vạch trần hắn. Vạch trần hắn. Vụ làm ăn của chúng ta phải làm sao? Chúng ta từng điều tra người của Dương Hải Anh và Giả Tư Hà, chi tiết cuộc gọi hôm xảy ra vụ án. Số điện thoại gửi tin nhắn cho Dương Hải Anh không phải số của Giả Tư Hà. Số điện thoại gửi tin nhắn cho Giả Tư Hà cũng không phải số của Dương Hải Anh. Thế thì có 2 loại khả năng. Thứ nhất, có người mượn thân phận riêng của hai người họ gửi tin nhắn cho đối phương, xúc tiến nên bữa cơm đó, cũng dẫn đến việc gián đoạn công việc trước đó của Trương Văn, trở về phòng làm việc. Vừa đúng lúc gặp người giao vali, cô ta đã trở thành người được chọn đi Sơn Trang Thanh Tùng giao vali. Loại khả năng thứ hai, người đó chính là Dương Hải Anh. Bà ấy làm như vậy là muốn che giấu mục đích của bà ta, gia tăng độ khó trong việc điều tra của chúng ta. Nhưng bây giờ Dương Hải Anh từ chối thừa nhận tham gia vào mưu kế giết Trương Văn. Điều này chứng tỏ hoặc là bà đang bảo vệ người cùng gây án với bà ấy, hoặc là chứng tỏ vụ án này còn có điều bí ẩn khác. Em vẫn thấy Hoàng Bán Thành có thể chính là người gây án cùng với Dương Hải Anh. Có thể dạo gần đây Hoàng Bán Thành không đi Hồng Kông, nhưng không hề có nghĩa ông ta không thể phái người đi Hồng Kông. Bản thân Hoàng Bán Thành không có thù oán gì với thầy, cũng không hề có nghĩa người mà ông ta phái đi không có thù oán gì với thầy. Về người giao vali, nói rõ họ tên là Hoàng Bán Thành bản giao. Đó là gì? Để Tôn Mạng Lị mất sự cảnh giác với chuyện giao vali, đồng thời có thể bảo đảm để Trương Văn đi giao. Điều cốt yếu chính là Dương Hải Anh vì bảo vệ Hoàng Bán Thành mà từ chối thừa nhận, hợp tình hợp lý. Chỉ có một cách, đó chính là đưa hắn tiền. Chỉ có đưa tiền cho hắn mới làm cho hắn hài lòng, hắn mới có thể thả Dương Hải Anh, vợ tôi, mới có thể tha cho vụ làm ăn của chúng ta. Vụ làm ăn của chúng ta mới có thể tiếp tục được. Thế thì tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Lý Hạo Triết và Lão Bình. Đợi đã, tôi biết ông muốn nói gì. Bây giờ Lưu Hồng Đào với Lý Hạo Triết vẫn chưa biết chúng ta chính là tuyến trên của Giả Minh Minh, cho nên tôi sẽ chú ý an toàn, sẽ không bại lộ thân phận. Không, tôi muốn để anh không giả vờ mà đi gặp Lý Hạo Triết. Hơn nữa, chỉ có Lý Hạo Triết, không có Lão Bì. Tại sao phải như vậy? Tôi tuy nhận định Lưu Hồng Đào chính là Sáu Cơ, nhưng mà tôi chưa có chứng cứ chắc chắn chứng minh điểm này. Cho nên chúng ta không thể dựa vào thân phận tuyến trên của Giả Minh Minh đi gặp Lý Hạo Triết. Tuy Lưu Hồng Đào chắc chắn cũng cho rằng tôi chính là tuyến trên của Giả Minh Minh, nhưng chắc chắn hắn cũng không có chứng cứ có thể chứng minh điểm này.
Cho nên tôi muốn để anh không giả vờ mà đi tìm Lý Hạo Triết. Nhỡ hắn có suy nghĩ gì khác không chịu nhận tiền, cùng lắm là chúng ta hối lộ chưa đủ thôi. Nếu như hắn nhận, hơn nữa chúng ta để lại chứng cứ, hắn ta nhất định sẽ làm việc cho chúng ta. Cho nên đây là cuộc giao dịch ngấm ngầm, hiểu chưa? Tôi đang nghĩ, tại sao lúc bắt đầu Dương Hải Anh đã có thể đoán được người cung cấp tài liệu tố giác cho chúng ta là Tôn Mạn Lỵ? Lẽ nào Dương Hải Anh với Tôn Mạn Lỵ nảy sinh mâu thuẫn? Tôn Mạn Lỵ với Trương Văn thân với nhau, Dương Hải Anh có thể đoán được cũng là điều bình thường. Cô xem, bây giờ Hoàng Bán Thành đang làm gì? Nếu như ông ta là Sáo Cơ, vậy thì chắc chắn ông ta đang nghĩ cách làm thế nào để vợ ông ta thà ngồi tù chứ không bắn đứng ông ta. Nếu như ông ta không phải Sáo Cơ, vậy thì chắc chắn ông ta đang nghĩ xem rốt cuộc Sáo Cơ thực sự là ai, rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Phân tích tốt lắm, giỏi không? Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đợi. Tôi biết làm như vậy có rủi ro nhất định, cho nên tôi không để anh trực tiếp đi tìm Lưu Hồng Đào mà đi tìm Lý Hạo Triết. Hơn nữa, chỉ có Lý Hạo Triết. Làm như vậy không chỉ tương đối an toàn, cũng là để tôi thăm dò một cách giải quyết thân phận của Lý Hạo Triết với Lưu Hồng Đào. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo lời ông dặn. Anh đi chuẩn bị đi. Tuy Khả Khả không phải do cô sinh ra, nhưng cả nhà chúng ta đối xử với nó như con ruột. Cô, chú nó và cả Hồng Đào đều coi nó như là một chậu hoa tưới nước chăm sóc. Đặc biệt, sau khi nó đi học, đều do Hồng Đào chăm sóc nó. Hồng Đào nhà chúng ta làm cảnh sát. Chúng ta tin tưởng người con trai mà nó đồng ý nhất định là một người rất tốt. Cho nên vài ngày trước đó, nó gọi điện cho chúng ta. Chúng ta ngoài vui ra cũng không lo lắng một chút nào hết. Hồng Đào, anh trai của Khả Khả đã hy sinh mà chắn đạn cho con. Nó có ơn cứu mạng với con đó. Nó giao em gái cho con, con phải chịu trách nhiệm này. Nhiệm vụ của con là đại diện cho cả nhà chúng ta mà có trách nhiệm với Khả Khả. Con hiểu chưa? Mẹ, con biết rồi. Con nhất định sẽ không phụ anh trai của Khả Khả. Còn cả cháu nữa, Lý Hạo Triết. Từ hôm nay trở đi, hai người các con chính là thần bảo hộ của Khả Khả. Hai con nhất định phải để nó hạnh phúc, để nó không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu như mẹ và bố nó phát hiện một trong hai người các con làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Khả Khả, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hai con. Một lần cũng không được. Cho dù Khả đồng ý, chúng ta cũng không đồng ý. Đúng không? Cô, cô muốn làm cháu khóc sao? Không phải nói phải vui lên chút sao? Sao lại nói những lời thương cảm thế này vậy? Các con xem, có phải chúng ta có nên định ngày Khả Khả với Lý Hạo Triết kết hôn không? Chúng con không vấn đề, nhưng mà nhà xe chúng nó vẫn chưa mua được. Cô gắt vậy? Cô mới nói được một nửa thôi mà. Cô với chú đã bàn bạc xong rồi. Bọn cô sẽ trả cho cháu một khoản thanh toán trước, sau đó các cháu tự thanh toán hàng tháng. Còn về chiếc xe, tạm thời không có thì không có. Đợi điều kiện của các cháu tốt rồi hẳn vô cũng không muộn, có đúng không? Mọi người đừng lo. Bố mẹ con có thể không lo chuyện con kết hôn, nhưng chuyện nhà xe thì họ phải lo. Bà nói hỏi chúng ta chọn ngày thế nào kìa. Sao em chỉ lôi việc nhà với xe vậy? Anh xem, em đã mang quyển hoàng lịch cũ đi rồi. Ở kia đó, Khả Khả, cháu đi lấy đi. Dạ. À,
Đây là người cảnh sát chúng con đang bảo vệ. Bà thấy bà đã chọn ngày tốt rồi. 15 tháng này là thích hợp nhất.